những tình huống khó hiểu của mẹ. Con với chả cái chả giúp đỡ được bố mẹ cái gì cả, suốt ngày chỉ có ngồi chơi thôi. Mẹ để con làm cho. Thôi, tao không khiến, đi vào học đi. Mày đi đâu về đấy? Con đi sang nhà bạn chơi ạ. Đi đâu thì cũng phải mở mồm ra xin phép bố mẹ một câu chứ. Lần sau mà thế nữa mày liệu hồn đấy. Vâng. Mẹ ơi, mẹ, cho con sang nhà bạn chơi nhá. Không đi đâu hết, ở nhà. Còn gì nữa đâu mà khóc. Đi vào học bài đi. Logic ở trên phim. Chạy thôi. Mày chạy trước đi, để tao cầm chân bọn chúng. Sao mày phải làm vậy? Không sao cả. Không, ý tao là mày khóa cửa rồi, có đường chạy rồi, sao không cùng chạy đi? Không có thời gian đâu, bọn chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Mày cứ chạy trước đi. Mình có thể chạy trước khi chúng nó phá cửa mà. Mình sẽ không thể chạy nếu không có người ngăn chúng. Ê, có người đến đón kìa, chạy thôi. Không đủ chỗ đâu. Xe ô tô 4 chỗ mà, chạy thôi. Bây giờ tao sẽ vào đó, hứa với tao nhớ sống tốt nhá. Người ta ôn thi. Tôi và bạn tôi ôn thi. Chỉ mình I guess you just never know.